Moto Yamaha 2 thì là máy để điều khiển xe khách đang đồ đây nè, bao gan tiêu diễn cho anh em ha. Yamaha nha anh em, xe này đầy cổ này. Anh em nào chạy xe 2 thì muốn làm nồi làm máy nâng cấp máy qua tiệm xe Khánh ha, tới địa chỉ 462-15 đường 3/2 phường 2 quận 10, bên là Khánh có nhận làm nồi làm máy cho anh em. Bao mạnh bên bắp tiết kiệm xăng nha, nhảy nổ ha. Xe này rất là cổ rồi nha, Yamaha. Anh em nào muốn tân trang dọn kiển nâng cấp máy cứ qua tiệm xe Khánh ha. Ở xa muốn mua phục tùng thì liên hệ Khánh, số điện thoại Khánh 0389910535. Anh em có gửi xe cho Khánh nhận xe nha. Gửi xe thì liên hệ Khánh, để Khánh nhận xe rồi Khánh làm gửi lại cho anh em.